Hơn 30 bác sĩ thuộc khóa 1 niên khóa 1976-1980 của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã hội ngộ tại thành phố Vũng Tàu. Chương trình do bác sĩ Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội Chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi xướng. Khóa 1 1976-1980 của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có 116 bác sĩ. Sau khi tốt nghiệp, các bác sĩ làm việc tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó nhiều người đảm nhiệm những chức vụ quan trọng ở các địa phương, đóng góp lớn lao cho ngành và cho từng địa phương. Trong không khí thân mật của chương trình hội ngộ, các bác sĩ khóa 1 1976-1980, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cùng ôn lại những kỷ niệm trong quá trình học tập và công tác, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, nghề nghiệp.